Hi, xin chào tất cả các bạn rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán này các bạn. Hôm nay mình nói về chu vi và diện tích hình thang. Hiểu chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình thang cho các bạn hiểu vẽ hình thang như thế nào. Khi các bạn vẽ một cái đoạn AB bằng 3 cm. Hiểu chưa? AB. Ok chưa? Tiếp theo các bạn rê cái thước đều nè. Đó, hay còn gọi là kéo cái thước đều ra. Đó, vào các bạn đẩy từ từ phải nè sang trái qua một chút xíu. Rồi, các bạn vẽ một cái đoạn tiếp theo đó là đoạn CD dài hơn cái đoạn AB, dài hơn, giả sử mình chọn 5 cm nè. Và tiếp tục các bạn nối ABCD lại thì nó sẽ ra được một cái hình thang nha các bạn. Cái đặc điểm hình thang là gì? Đặc điểm hình thang là cái đoạn AB này song song với AB song song với CD, được chưa? Song song được ký hiệu như thế này, hai cái dấu mũi tên cùng chiều nhau. Rồi, thì cái cạnh AB này, hai cái cạnh song song này nè, cái cạnh AB nhỏ người ta gọi là đáy bé. Đáy bé. Cái cạnh dài người ta gọi là đáy lớn. Đáy lớn. Rồi. Được chưa? Đáy bé. Đây đó. Vậy chu vi được ký hiệu bằng chữ C, chu vi hình thang là chu vi hình thang sẽ bằng tất cả các cạnh cộng lại, cạnh AB cộng cạnh BC cộng cạnh CD cộng cạnh DA. Được chưa? Chu vi hình thang sẽ bằng tất cả các cạnh cộng lại. Ok chưa? Tiếp theo, diện tích hình thang là được chưa? Diện tích của hình thang sẽ bằng hình chiều cao A, mình từ A nè, mình kẻ một cái đường thẳng vuông góc với lại CD, vuông góc đây, đưa góc vuông vào cái cạnh CD, kéo đến cái điểm A. Đó, người ta gọi là chiều cao ha, người cứ AH chính là chiều cao của hình thang. Cái diện tích của hình thang sẽ bằng chiều cao nè, còn không thì nó sẽ bằng đáy bé cộng đáy lớn, tất cả nhân chiều cao rồi chia ha. Nghe chưa? Diện tích hình thang sẽ bằng đáy bé cộng đáy lớn tất cả nhân chiều cao rồi chia cho 2. Ok chưa? Đáy bé cộng đáy lớn tất cả nhân chiều cao rồi chia 2. Ổn chưa? Đó, đây là hai cái công thức tính chu vi và diện tích của hình thang. Rồi bắt đầu mình áp dụng nha các bạn. Áp dụng. Thì người ta cho một cái hình thang ABCD có đoạn AB bằng 5 nè. Đoạn BC bằng 3 nè, đoạn CD bằng 7 nè và đoạn AD bằng 4 nè. Vậy mình đã có tất cả các cạnh của hình thang rồi, các bạn sẽ tính được chu vi của hình thang chiều cao là 3 nè. Rồi các bạn chỉ cần áp dụng đúng công thức mà thôi, áp dụng nha các bạn. Chu vi hình thang ABCD là sẽ bằng tất cả các cạnh cộng lại 5 cộng 3 cộng 7 cộng cộng 4, được chưa? Và phép tính các bạn tính 5 cộng 3 bằng 8, 8 cộng 7 bằng 10, 15 cộng cộng 4 là 10, 19 đơn vị là cm. Ok chưa? Tiếp theo, diện tích hình thang ABCD là sẽ bằng đáy bé là 5 nè. 5 nè cộng đáy lớn là 7 nè. 7 nè. Tất cả nhân chiều cao nè. Chiều cao là AD là 3 nè. Rồi chia 2. Cái phép tính các bạn sẽ làm trong ngoặc trước. Thấy chưa?
nhân chi trước cộng trừ sau có ngoặc là ngoặc cái chứ. Rồi 5 cộng 7 là 12, 12 nhân 3 là 30, 36, 36 chia 2 sẽ ra 18 cm vuông, nhớ diện tích là phải vuông nha các bạn. Rồi các bạn đáp số giúp mình. Còn bạn nào tính nhẩm không được thì bạn có thể làm nháp nha các bạn, làm nháp. Ok chưa? Rồi thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.